chào mừng các bạn đã đến với Vietnam Innovator mùa 3. Tôi là Miro Nguyễn và host của chương trình. Ngày hôm nay thì tôi đã mời được một bạn, bạn thân cũng là một đồng nghiệp và cũng là một người có một cái chức vụ rất là lạ là bạn Linh Nguyễn hiện nay đang là Founder in Residence của công ty NFQ Asia. Linh thì đã một thời gian dài học tập và làm việc ở bên Đức và quay trở lại Việt Nam để tham gia vào cái thị trường lao động và tham gia vào những cái dự án mới. Xin chào Linh. Xin chào Miro. À, xin chào các bạn của Vietnam Innovator mùa thứ ba. À, trước khi chúng ta nói về công ty và nói về cái gọi là cái chức vụ hơi lạ lạ kỳ lạ của bạn, thì bạn có thể chia sẻ về cái background của bạn là như thế nào? Ngày xưa vì sao sang bên nước học và vì sao lý do gì lại quay trở lại Việt Nam? À, thì ngày xưa thì tôi cũng như những người khác là rất là có ước mơ là đi ra nước ngoài để được học tập, để được trải nghiệm những cái 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 education của thế giới sau đó thì tôi cũng đã tìm hiểu và đi sang Đức để học tập. Học tập sau một thời gian thì dĩ nhiên là mình sẽ cần thêm những cái kinh nghiệm trước khi mà mong muốn là trở lại đất nước để cống hiến. Cho nên là tôi đã ở lại nước Đức và làm việc hơn 10 năm ở đó. Thì tôi thì bắt đầu từ là một developer là một người coding sau đó dần dịch chuyển tới hướng đi là một nhà quản lý. Ừ. À, thế cái lý do gì thì quay trở lại Việt Nam đang công việc tốt, đang trải nghiệm hay thì tại sao lại quay lại Việt Nam? Cái lý do thì có rất là nhiều lý do. Nhưng mà một trong những cái lý do mà uh, quan trọng nhất đối với mình đó là ngay từ đầu khi mà mình uh, đi ra nước ngoài học tập uh, và làm việc thì mình đã luôn luôn mong muốn là để trở lại Việt Nam và uh, cống hiến cho đất nước. Uh, ngoài ra thì uh, um, khi mà uh, thị trường Việt Nam uh, càng ngày càng phát triển thì có những cái cơ hội nó dần dần rõ ràng ra và nó lớn lên thì cũng không còn cái nhiều cái lý do để mà níu kéo mình ở lại uh, những cái đất nước như là Đức hay là những cái nước phát triển hơn nữa mà mình thấy được ở Việt Nam còn có nhiều cái cơ hội hơn thế nữa và đấy chính là cái lý do mà mình quyết định quay trở lại Việt Nam hmm. Thế thì bây giờ nói về cái chức của bạn, tại vì là hôm trước là thấy thấy khoe và thấy bắt đầu announce được cái việc là là trở thành founder in residence. Thế thì làm việc với cả cái, tất cả các cái startup thì thường sẽ có là founder, sẽ có investor, rồi là sẽ có team thế này thế kia. Thế thì founder in residence là cái gì? Đầu tiên là cảm ơn bạn đã hỏi câu hỏi này. Tôi cảm ơn là bởi vì là rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi này mà ngay cả những cái đồng nghiệp của tôi ở trong công ty cũng hỏi cái câu hỏi này. Thì um, trước hết là muốn hỏi bạn là khi mà bạn nghe tới founder, cái cái chức vụ founder thì những cái keyword nào liên quan đầu tiên bạn nghĩ đến? Nếu mà là thực tế không có kinh nghiệm làm founder lắm, nhưng mà nói chuyện với cả rất là nhiều founder khác nhau. Thế thì chắc là sẽ đưa ra một số các cái keyword là một là nó phải có một cái sự quyết tâm, quyết liệt. Cái số 2 nó sẽ liên quan đến phần à, tài chính. Số 3 nó sẽ liên quan đến cái phần team hoặc là co-founder của mình. Ừ. Đấy thì chắc rằng là đó sẽ là những cái password chính khi mà nói đến founder ừ. đối với mình ấy, thì uh, khi nghe đến founder thì là mình sẽ nghĩ ngay đến là startup là khởi nghiệp là những dự án mới táo bạo đầy triển vọng ừ. thế nhưng mà đâu đó cũng có những cái uh, sự cô đơn uh, những cái uh, khó khăn trong tài chính trong thời gian ban đầu rồi uh, những cái rủi ro ừ. uh, trong nghề nghiệp và là những cái sự đánh đổi của bản ừ. thân cho cho cái sự nghiệp đó. Thì theo một cách ví von của riêng mình ấy thì founder nó như là một cậu sinh viên tài năng mới ra trường và khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng. Thì bây giờ là vẫn cách ví von đó, founder in resident là cũng là một cậu uh, sinh viên tài năng nhưng mà cậu này có có điều kiện như kiểu là sinh ra là ở vạch đích rồi. Thế là cậu này khởi nghiệp nhưng mà được bố mẹ lo cho hết à, tất cả những cái gì cần như là từ tài chính nhân sự cố vấn kiến thức nói chung là được lo cho hết ừ. thì uh, founder in resident thì nói một cách đơn giản hơn đó, thì là bạn được trả tiền có lương để trở thành một founder và khởi nghiệp ừ. thì để mà hiểu rõ hơn về cái uh, cái cái vai trò của founder in resident trong tổ chức uh, cũng như là cái mục tiêu của nó uh, thì nó còn phụ thuộc vào là Ai là người trả tiền lương cho bạn? Thì ví dụ như là nếu cái người trả tiền lương cho bạn ấy là một uh, tổ chức uh, đầu tư mạo hiểm hoặc là những cái tổ chức mà có những cái quỹ uh, riêng để hỗ trợ khởi nghiệp, thì đầu tiên bạn sẽ là những mentor, bạn sẽ là những người cố vấn cho những co-founder ở trong lòng doanh nghiệp đó uh, với những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của, uh, về startup của bạn để mà thúc đẩy cái dự án, thúc đẩy cái dự án khởi nghiệp uh, tiến nhanh hơn và, và thành công hơn trong những cái milestone của nó. Ví dụ như là uh, sẽ có những cái MVP đầu tiên, rồi uh, racing fund, Seria, B vân vân. Ừ. Uh, còn nếu cái người trả tiền cho bạn, tức là trả tiền lương cho bạn đấy, là một uh, một công ty hoặc một tổ chức mà thường phải là những công ty và tổ chức uh, gọi là fast growing, tức là uh, phát triển rất là nhanh. Ừ. thì đây là trong trường hợp giống như là của tôi. Thì ở NFQ ấy, sau 7 năm từ quá trình thành lập cho đến tận bây giờ thì chúng tôi đã có tới 5 office ở headquarter ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ, ở Singapore, ở Bangkok và sắp tới là còn ở Hà Nội. Và thậm chí là đang còn tính đến những cái nước khác nằm ngoài cả châu Á nữa. Thì nếu mà là là những cái đơn vị này đầu tư thì bạn sẽ là những co founder là những cái leader ngay trong tổ chức đó. Và họ mình sẽ giúp những cái tổ chức đó để thành lập những cái công ty con hoặc là những cái chi nhánh riêng rồi cùng với đó sẽ phát triển cái chi nhánh và công ty con đấy một cách độc lập và dần dần là thoát dần ra sự ảnh hưởng của cái tổ chức và công ty mẹ. Thực ra là nếu mà nghe chia sẻ như vậy thì nó cũng không khác gì nhiều so với cả một người lao động và đi uh, đi làm việc theo giờ nhận lương. Ừ. Thế thì cái tinh thần founder nó còn đang đang nằm ở những cái điểm nào công việc? Ví dụ công việc của bạn thì chỗ nào là cái chỗ founder và chỗ nào là chỗ người lao động? Thì đây cũng chính là cái sự khác biệt uh, lớn nhất giữa founder in resident và founder truyền thống. Uh, thì founder in resident và là, là là cái sự khác biệt là cái 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 đầu cái đồng hành của cái nhà đầu tư và cái người founder thì nó ở ngay những cái bước đi đầu tiên của cái sự khởi nghiệp, à, những cái nhà đầu tư là họ sẽ phải đầu đầu tư những cái chi phí cũng như là lương cho founder để mà à, có họ có thể à, bắt đầu được cái 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 dự án của họ, à, thì về cơ bản nó cũng sẽ không mất đi bất kỳ một cái ý nghĩa nào của uh, startup của khởi nghiệp cả, nó chỉ khác đúng là cái bước đi đầu tiên là cái sự đồng hành của nhà à, đầu tư với cả founder là nó ngay từ đầu. <laughs> Uh, nghe như vậy thì không biết là cái yếu tố các yếu tố gì được đánh giá và được xem xét khi mà uh, chọn một người founder in residence thì những cái người nào nó phải profile như thế nào, background ra sao, kỹ năng là gì? Um, um, những cái người mà phù hợp cho uh, cái vị trí này ấy, đầu tiên thì là những cái người mà có uh, kinh nghiệm và có những cái kiến thức về uh, khởi nghiệp thì như bạn đã biết là khi mà khởi nghiệp khi làm startup thì có rất là nhiều lý do để mà cái cái dự án cái startup đó là không được thành công và tan rã và cũng có ngần đấy cái lý do để những cái người founder đó vẫn chưa có thể tiếp tục có được những cái dự án mới và khởi nghiệp mới. Ừ. Thì trong cái khoảng cái thời gian này ấy, nếu mà họ cân nhắc để trở thành một founder and resident ấy, thì là một cái perfect match là một cái không thể tuyệt vời hơn được. À, cái người số hai mà rất là hợp với cái 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 vai trò này à, đó là những nhà quản lý là những à, người mà quản lý và định hướng cho những cái doanh nghiệp. thế nhưng mà họ đâu đó là vẫn ở trong cái vị trí à, trong một cái môi trường khá là cân bằng thì họ không họ rất là ngại khi mà bước ra khỏi cái safe zone đó và À, họ để khởi nghiệp và làm những cái business riêng của họ ừ. thì uh, với cái role là founder and resident ấy, thì nó cũng có rất là ít những cái rủi ro ừ. để so sánh với một uh, founder bình, uh, truyền thống bình thường cho nên là uh, họ cũng có thể là những người có thể con để trở thành uh, cái uh, founder and resident ừ. tất cả những cái bạn uh, kỹ sư hiện giờ đang làm ở trong những cái doanh nghiệp uh, uh, công nghệ lớn mà họ tuy là không phải là chuyên đầu tư về uh, khởi nghiệp thế nhưng mà họ vẫn có những cái quỹ khởi nghiệp uh, riêng uh, hỗ trợ việc khởi nghiệp trong lòng cái doanh nghiệp đó thì tất cả những các bạn kỹ sư này thì đều có cái cơ hội để được uh, uh, đưa lên những cái ý kiến hoặc là uh, giới thiệu những cái uh, dự án của mình với những nhà lãnh đạo ở trong doanh nghiệp đó hoặc là những người quản lý cái, uh, cái quỹ đó và mô hình chung là họ cũng đã uh, tự mình trở thành một founder in residence. Nghe chia sẻ như này thì đúng là có vẻ như là tất cả các cái thứ mà rủi ro thì là do một cái tổ chức họ sẽ sẽ cover cho mình rồi. rồi và mình sẽ tập trung vào cái việc là phát triển cái ý tưởng, phát triển các cái dự án của mình Thế thì nếu mà bảo là có ít rủi ro thì những cái rủi ro đấy sẽ là những cái gì đối với cả Founder in Residence? Uh, nói về uh, rủi ro và lợi ích giữa founder and resident và uh, nhà đầu tư, investor. Thì nói về rủi ro trước thì uh, những cái rủi ro cơ bản của một uh, uh, khi khởi nghiệp, startup thì thường là những cái rủi ro về tài chính, rủi ro về nhân sự, rủi ro về business, rủi ro về marketing và branding. Thì nếu mà là một founder and resident thì những cái rủi ro này sẽ được giảm tối đa và phần lớn là sẽ được cover bởi các nhà đầu tư. Tôi ví dụ như là về tài chính chẳng hạn, thì như đã nói là bạn là founder nhưng bạn được trả lương. Rồi những cái nhân sự, những cái co-founder của với bạn cũng được những nhà đầu tư trả lương. Những cái chi phí vận hành cái 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 dự án đó cũng sẽ được cover rồi về nhân sự, về marketing hay là về bất kỳ cái cái, cái lĩnh vực nào mà cần để để uh, khởi nghiệp như vậy Thì uh, những cái nhà đầu tư ấy, họ sẽ không ngần ngại để chia sẻ cái nguồn lực đó cho Founder and Resident Thì đấy là cái rủi ro nó đã tương đối là được giảm rồi Và thậm chí là rủi ro theo như tôi đánh giá ấy, giữa hai bên là Founder and Resident và uh, nhà đầu tư ấy, Thì rủi ro phần nhiều hơn dành cho nhà đầu tư chứ không phải là cho founder and resident. Ừ. Có vẻ như là công việc rất là Đó. lý tưởng, <laughs> vừa được khởi nghiệp vừa muốn là mình làm được cái gì mà mình thích và mình muốn, nhưng mà lại có một cái backup rất là mạnh đằng sau. Thì qua đây thì tôi cũng rất là muốn qua buổi trò chuyện thì để giới thiệu với các bạn trẻ và nhất là các bạn của Việt Nam Innovator một cái, cái nghề nghiệp mới và rất có thể nó sẽ là một cái xu hướng nghề nghiệp mới trong tương lai. Ừ, ừ. Uh, trước khi mà chúng ta trao đổi ở đây thì cũng có nói chuyện về cái việc là uh, nhân sự của công ty là như thế nào rồi là cái mix hoặc là diversity trong một cái tổ chức của bạn là như thế nào thì cũng được biết là có rất là nhiều các bạn tây mặc dù là ở việt nam nhưng mà các bạn tây có một cái số lượng chiếm một số lượng rất là đông thế thì ở đây thì có thể là linh chia sẻ tại sao lại sử dụng các cái nguồn lực uh, tây ở tại việt nam hoặc là những cái xu hướng tại sao INFQ lại chọn đi theo cái hướng vậy um, thì um, trong cái uh, thời kỳ uh, dịch covid uh, thì uh, nfq có một cái sự uh, tăng trưởng uh, rất là ấn tượng trên 50%. mươi ừ. thì uh, uh, như bạn đã biết thì cái chuyện là tăng trưởng và cũng, uh, thì về cơ bản là sẽ uh, phải tăng trưởng cái về lợi nhuận cũng như là doanh thu thì để mà tăng trưởng lợi nhuận doanh thu thì uh, riêng ở trong uh, Riêng về tăng cường doanh thu thì ngoài cái chuyện là ngành công nghệ thông tin ấy, là một cái ngành ít bị ảnh hưởng trong thời kỳ đại dịch thì cái câu chuyện về nhân sự để mà tăng cường sản xuất và tăng cường doanh thu thì là một cái câu chuyện là cần phải giải quyết. Thì NFQ như là một người tiên phong để tận dụng một cái nguồn lực mà không mới cũng không cũ đó là những bạn expat hay là những bạn nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam và có cái uh, kỹ năng về công nghệ thông tin. Ừ. Thì uh, với cái 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 uh, cho NFQ thì không hề giới hạn cái chuyện là tuyển uh, những bạn expat này uh, vào uh, công ty với nhiều đa dạng những cái 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 vai trò khác nhau trong công ty. À, tức là trước đây thì mình sẽ luôn thấy được là những bạn expert ở cái vai trò cố vấn cấp cao hay gì thì nó thì thì rất là nhiều ở Việt Nam. Nhưng mà những cái bạn à, ở những cái vai trò nó gọi là thấp hơn một tí giống như là những developer hay là những tester hay là những người PM thì rất là hiếm. Thì NFQ hiện giờ thì đang rất là open và à, mong muốn tạo được cái môi trường cho các bạn để các bạn có thể làm việc ở Việt Nam. À, sẽ không có gì ngạc nhiên à, khi bạn à, đến NFQ thì bạn sẽ thấy là rất rất là nhiều các bạn à, nước ngoài đang làm việc ở trong à, văn phòng à, ở Sài Gòn. À, chúng tôi có đến hơn 20% là expat đang làm việc tại các office ở ở Việt Nam. À, đến từ rất là nhiều các quốc gia như là Đức, à, pháp hungary australia hay là nhiều những cái đất nước khác ừ. Ừ. À, cái việc mà tuyển dụng với cả thu hút các cái nhân tài dù là việt nam hay là nước ngoài thì cái việc thứ hai mà một cái việc mà rất là đau đớn đối với cả một số các công ty công nghệ là ừ. giữ chân hoặc là cái turnover rate ừ. thì cũng được biết là nfq là giữ một cái turnover rate rất là thấp ừ. thì à, liệu nfq có những cái bí quyết gì có thể chia sẻ là làm sao giữ được chân các cái gọi là nhân tài của mình ở trong tổ chức ừ. à, trước hết phải khẳng định là không có cái bí quyết gì đặc biệt cả. Thì uh, tất cả các công ty đều biết được là cái uh, cái 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 turnover rate là nguyên nhân của uh, những cái nguyên nhân cơ bản là bao gồm có là uh, cái career path và promotion cho uh, nhân viên ở trong công ty thì nó không được rõ ràng và không được minh bạch. Ừ. Thứ hai là nói về lương và benefit. Uh, cái thứ ba nữa là về uh, cái môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như là cái văn hóa của doanh nghiệp uh, thì uh, đối với NFQ thì uh, luôn uh, đưa ra cái core value của công ty chính là con người và không uh, lãnh đạo luôn không ngần ngại để đầu tư uh, và tiếp tục luôn đầu tư vào uh, con người uh, về về nói về cái career path thì uh, chúng tôi có hẳn một đội uh, Uh, ngũ chuyên nghiệp uh, để uh, phục vụ, uh, làm việc cho uh, cái mục tiêu này. Uh, ví dụ như là có Head of Engineer là người sẽ uh, tư vấn cũng như là giúp đỡ các bạn uh, kỹ sư để tìm ra những cái điểm uh, yếu của các bạn và những cái phương pháp để khắc phục cũng như là sẽ tạo một cái career path cho các bạn trong tương lai. Uh, có Talent Manager là người sẽ... Uh, follow và monitor cái quá trình đó rất là sát sao cùng với các bạn để có những có những cái promotion đúng thời điểm và công bằng nhất có thể. Hơn thế nữa thì ở NFU cũng đầu tư phát triển một cái hệ thống riêng talent management system để phục vụ cho cái mục đích này để đảm bảo cái sự tự động hóa cũng như là công bằng. Ừ. Thế thì khi mà bạn đang có một cái đội ngũ rất là đa dạng, nhiều quốc gia khác nhau, nhiều cái skill set khác nhau và nhiều cái background khác nhau. Thế thì bây giờ câu hỏi có thể nó hơi hơi tricky một tí nhưng mà ừ. bạn có thể chia sẻ về cái sự khác biệt giữa các cái kỹ sư công nghệ Việt Nam và kỹ sư công nghệ nước ngoài thì những cái điểm nào là cái điểm khác biệt và những cái điểm nào thế mạnh thế mạnh của cả hai bên? Về kỹ sư về kỹ sư công nghiệp công nghệ ở Việt Nam ấy thì phải khẳng định là về đầu óc tư duy về logic cũng như là khả năng coding là không thua kém bất kỳ uh, kỹ sư công nghệ nào ở trên uh, thế giới cả. À, ngay cả khi so sánh với những uh, kỹ sư công nghệ ở những cái nước uh, phát triển như là ở Đức, ở uh, uh, Pháp hay là bất kỳ một nước nào cả. Ừ. Uh, cái uh, vấn đề ở đây vẫn là cái câu chuyện kỹ sư uh, công nghệ ở Việt Nam thì vẫn uh, còn chưa uh, giỏi lắm về cái uh, kỹ năng mềm cũng như là cái sự chuyên nghiệp trong công việc thì những cái những cái khuyết điểm này thì nó sẽ được cải thiện rất là nhiều nếu mà khi chúng ta có một cái môi trường làm việc đa văn hóa đấy là cái điều mà NFQ hướng tới thì khi mà bạn làm việc chung với rất là nhiều các bạn ở khắp mọi nơi trên thế giới thì đầu tiên là bạn sẽ có thể uh, nâng cao được cái khả năng uh, ngoại ngữ của bạn rồi sau đó là uh, các bạn uh, đồng nghiệp quốc tế thì luôn luôn có những cái uh, chuyên nghiệp trong công việc và từ đó nó sẽ tạo ra cái tiền đề chuyên nghiệp hóa cho những kỹ sư việt nam À, khi mà nói về cái việc mà trong thời gian Covid thì đa số các cái doanh nghiệp mà khi mà xem lại các cái tình huống lúc đó thì họ sẽ thu hẹp uh, hoạt động này, họ sẽ giảm bớt chi phí này nhưng mà lại NFQ lúc ấy lại tăng trưởng một cách rất là kinh khủng và lại mở thêm các cái văn phòng khác nhau. Thế thì ví dụ như điều nếu mà ở góc độ của bạn thì bạn đánh giá về một cái thị trường lao động trước đi. Bây giờ là một là thị trường lao động, hai là cái skill set mà có trên thị trường thì bạn đánh giá như thế nào về về tổng thể cái thị trường lao động ở Việt Nam? Um, trước hết là phải nói là uh, thị trường lao động uh, trong ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam uh, trong những năm uh, dịch uh, vừa rồi và sau uh, gần tới sắp tới là sẽ sau dịch thì có những cái biến động và có những cái thay đổi rất là uh, lớn thay đổi là thay đổi về cái nhu cầu tuyển dụng của các uh, uh, công ty và cả thay đổi về cái nhu uh, cái um, cái um, cái mong muốn tìm việc của những người uh, lao động uh, ví dụ như là nói đến câu chuyện uh, làm việc tại nhà ừ. thì đại dịch thì tất cả mọi người đều phải làm việc tại nhà thì uh, đâu đó thì uh, sau uh, dịch thì mọi người cũng đã rất quen dần với làm việc tại nhà uh, còn thay đổi uh, còn những cái sự thay đổi khác nữa là những cái sự thay đổi về uh, uh, chi phí về lương ừ. thì uh, ở thị trường lao động hiện giờ thì cái chi phí lương mà nhất là ở sài gòn thì là tương đối là cao thì hai cái này nó gộp lại thì nó sẽ tạo nên một cái xu hướng mới tôi tạm gọi nó là hoãn nam tiến ừ. bởi vì trước đây thì mình luôn biết được là các bạn kỹ sư ở tất cả những cái thành phố khác thì luôn hướng tới nam tiến tiến về sài gòn ừ. bởi vì sài gòn có những cái cơ hội của những cái công ty công nghệ đa quốc gia hoặc là quốc tế. Cộng với đó là những cái những cái mức trả lương rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà như đã nói thì với những cái thay đổi về chuyện học, học làm việc ở ở tại nhà thì đâu đó thì những nhà tuyển dụng ở Sài Gòn là sẵn sàng là có thể đưa những cái opportunity đấy cho những người làm việc tại nhà mà vẫn có những cái uh, cơ hội uh, về uh, lương bổng là uh, tương đương. Vậy thì họ cũng gần như không còn cái lý do gì để uh, chuyển từ những cái thành phố mà họ đang sinh sống, có gia đình ở đó uh, về Sài Gòn, một uh, thành phố là được gọi là đắt đỏ ừ. để mà làm việc mà vẫn luôn có được cái benefit cũng như là cái mức lương là tương đương. Ừ. Ừ. Thế thì khi mà nói về cái việc phát triển và mở văn phòng và bắt đầu đi tuyển dụng ấy thì cũng đi theo một cái hướng là Sài Gòn trước, xong rồi đến Cần Thơ, rồi là Đà Nẵng, rồi sắp tới là Hà Nội. Thì nó có một cái logic gì trong cái việc là mở sai ở đâu hoặc là đi theo hướng nào hoặc là mở thành phố nào thì nó có những cái logic gì đằng sau? Um, mở cái 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 office hay là cái development center ở đâu ấy, nó phải tùy thuộc vào cái chiến lược và cái cái đối tượng. Lao động mà mình muốn nhắm tới ừ. ví dụ như là ở sài gòn thì là rõ rồi nó sẽ là headquarter là ừ. trung tâm của uh, lao động uh, sau đó thì sẽ nhìn tới đà nẵng uh, cũng là một nơi có rất là nhiều trường đại học có một uh, số lượng uh, các bạn trẻ lớn uh, đó cũng là một cái development center trong tương lai ừ. uh, còn với cần thơ chẳng hạn uh, thì uh, kẹt sẽ nhắm tới luôn là những bạn đang còn ngồi trên uh, ghế nhà trường tức là đang còn đang học đại học ừ. để mà mình có thể có được những cái đội ngũ kế cận sau này tức là gọi là fresher ừ. thì công ty cũng sẽ có luôn có những cái program tương ứng với từng location ví dụ như là ở uh, uh, Cần Thơ sẽ tập trung vào fresher program ừ. ở uh, Đà Nẵng sẽ tập trung vào uh, career path để develop các bạn lên những cái level cao hơn còn ở uh, Sài Gòn thì dĩ nhiên là sẽ vẫn keep uh, tiếp tục làm việc và uh, giữ cái uh, chuyên nghiệp và chất lượng như là bây giờ đang có. Uh, nếu mà chúng ta quay trở lại về cái việc là tăng trưởng của công ty trong đại dịch. Uh. Thì rất là nhiều công ty đang cần phải lưu ý đến cái việc là chúng ta phải duy trì được cái cash flow, đảm bảo được, manage được cái cash flow của mình Rồi là bắt đầu sẽ cắt giảm chi tiêu, rồi là rất là nhiều các biện pháp để làm sao mà mình đề phòng để cho cái tổ chức mình đủ sức khỏe để vượt qua được Covid Tuy nhiên ở đây thì có vẻ như là NFQ là lại đầu tư nhiều hơn, mở rộng nhiều hơn lại tăng trưởng nhiều hơn, lại phình ra nhiều hơn Thế thì những đâu là cái yếu tố hoặc là những lại bí quyết Chúng ta lại có thể quay lại cái bí quyết là ở đâu có cái bí quyết, cái bí quyết là gì để nó có thể tăng trưởng như vậy được. Thì đại dịch thì vẫn luôn là cái câu chuyện là không mong muốn và để lại những hậu quả. À, thế nhưng mà trong cái nguy thì luôn có cái cơ. Thì cơ ở đây chính là những cái cơ hội. Thì uh, NFQ nhìn cái cơ hội đó theo cái hướng là sẽ là cái cơ hội để mà mình sẽ rút ngắn cái khoảng cách với những uh, công ty uh, lớn trong ngành công nghệ. Uh, và cũng là uh, lợi dụng những cái uh, cái cái định hướng tiên phong về cái chuyện sử dụng cái nguồn lao động là những bạn uh, nước ngoài ở Việt Nam ừ. uh, nhìn xa hơn nữa thì uh, NFQ rất là mong muốn là sẽ uh, phát triển và đa dạng hóa cái cộng đồng người nước ngoài uh, làm công nghệ công nghệ thông tin ở Việt Nam ừ. thì uh, Trước đây thì mình vẫn luôn được các bạn đồng nghiệp cũ ở ở bên Đức chia sẻ là các bạn rất là mong muốn được về Việt Nam để trải nghiệm sống, để du lịch. Nhưng mà còn mong muốn hơn nữa là được trải nghiệm lâu hơn và và được làm việc ở Việt Nam. Thế nhưng đâu đó thì đối với các bạn expat ở Việt Nam thì à, về Việt Nam thì vẫn luôn có một cái có concern để khi tìm việc là cái môi trường liệu nó có uh, quốc tế không có đa dạng hóa uh, đa dạng không và nó có chuyên nghiệp không thì uh, uh, với cái sự uh, mong muốn về phát triển cái cộng đồng uh, lao động uh, nước ngoài uh, trong ngành công nghệ thông tin ở việt nam như là nfq đang làm thì nó sẽ mong muốn là tạo ra một cái điểm đến trong bản đồ công nghệ thông tin của thế giới là việt nam để thu hút những người làm công nghệ về Việt Nam làm việc trải nghiệm cuộc sống lâu dài. Ở đây thì khi mà chúng ta trước trước khi buổi nói chuyện trao đổi này thì cũng còn nói về cái việc là Fintech làm cái gì và đang hướng tới phục vụ và là các cái công ty vừa là công ty lớn nhưng mà đồng thời cũng là các cái startup trong các cái giai đoạn là Series A, Series B. Thế thì bạn có thể chia sẻ về cái việc là à, Trước đây thì tôi cũng Chúng ta cùng ngồi cùng một chỗ Và cùng một văn phòng Và phục vụ khách hàng lớn Là chính các cái corporate Nó lâu đời và nhiều tiền Nhưng mà làm với cả một ông startup Và trong giai đoạn series A hoặc series B Thì nó không phải là quá bền vững Cứ nói là không bền vững lắm đi Thế thì nó có sự khác biệt gì Khi mà làm việc với cả corporate lớn à, Và startup Trong giai đoạn A hoặc B Đầu tiên là làm việc với startup Thì chúng ta luôn không được coi mình Là một... Uh, uh, gia công phần mềm mà phải luôn coi mình là một partner của startup thì đòi hỏi cái kỹ năng của những nhân sự ở trong công ty là phải có kỹ năng về tư vấn thì đấy là cái sự khác biệt và cái tiêu chí khi mà chúng tôi muốn tuyển những cái nhân sự luôn là những cái tiêu chí đầu tiên đó là khả năng về soft skill khả năng về ngôn ngữ còn đối với những cái khả năng về hard skill thì chúng tôi luôn tin là những cái đội ngũ chuyên biệt của chúng tôi sẽ có thể giúp các bạn uh, về những cái career path cũng như là những improve tất cả những cái skill hard skill mà các bạn cần. À, bây giờ bạn đang được uh, phụ trách và chịu trách nhiệm cho một cái việc là phát triển một cái sai ở tại Hà Nội nghĩa là mình được quay trở lại Hà Nội đúng không Thế thì à, nói về các cái gọi là rất là positive rồi thì bây giờ cái việc mà những cái khó khăn gì bạn đang gặp phải khi mà cần xây dựng một cái đội ngũ từ cái Greenfield nghĩa là từ số 0 lên thì bạn gặp những khó khăn gì um, thị trường lao động ở Hà Nội và thị trường lao động về ngành công nghệ thông tin ở Hà Nội uh, thì rất là khác biệt so với uh, các bạn uh, thị trường lao động ở uh, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những nơi khác Đầu tiên cái khó khăn đầu tiên chúng tôi thấy là uh, những uh, kỹ sư phần mềm ở uh, Hà Nội thì thường là không active lắm ở trên uh, uh, các uh, uh, cái, cái 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 kênh để tuyển dụng thông thường giống như là ở trên LinkedIn hay là ở trên IT việc. Ừ. Thì cái duy nhất mà có thể uh, approach được các bạn thì phần lớn sẽ là những cái networking Uh, những cái sự quen biết nội bộ ừ. thì uh, để mà uh, có thể phát triển được ở thị trường Hà Nội thì tôi tin là cần phải có những cái đầu tiên là phải có những cái người ở lô cờ những người hiểu Hà Nội và sau đó phải cần những cái nhân sự đã có những cái kinh nghiệm và làm việc rất là lâu uh, ở uh, ở cái uh, Hà Nội và họ sẽ có những cái networking có thể giúp mình phát triển nhanh hơn được. Ừ. Nếu mà về uh, tương lai uh, xa hơn một chút thì uh hiện tại là cái sai ở Hà Nội đang bắt đầu mở và dự kiến của bạn cái plan của bạn là sẽ grow ở tốc độ như thế nào tuyển những cái kiểu người như thế nào và cái healthy mix giữa cái expat với cả local thì nó như thế nào cho nó phù hợp nhất hiện giờ thì chúng tôi cũng đang rất là cẩn thận khi bước chân vào phát triển thị trường Hà Nội đầu tiên thì sẽ đặt ra những cái milestone khiêm tốn Uh, ví dụ như là uh, trong năm đầu tiên thì uh, khoảng từ 5 10 30 cho đến 50 rồi 100. Uh, nhưng mà qua từng cái milestone thì uh, sẽ uh, xem xét lại uh, xem cái phản ứng của thị trường cũng như là phản ứng của thị trường lao động cũng như là uh, những cái kế hoạch uh, chi phí rồi sau đó thì sẽ uh, adjust lại cái, cái 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 kế hoạch này giống như là cái cách thức làm việc là agile. Ấy. Khi mà bạn bây giờ đang đang trong cái quá trình là phỏng vấn nhiều người rồi là trò chuyện với cả nhiều cái đối tượng khác nhau ấy, thì bạn sẽ có những cái yếu tố gì mà bạn sẽ để ý, đánh giá và observe và những cái yếu tố gì mà nó là critical là không nhận nếu mà có những cái bản chất, tính chất hoặc là tố chất gì đó mà không nhận. Thì đối với mình thì quan trọng nhất của một người kỹ sư công nghệ thông tin thì vẫn là đầu tiên là thái độ làm việc chuyên nghiệp, thứ nhất là chúng ta phải luôn là một người chuyên nghiệp, à, sau đó là đến cái à, tinh thần à, cầu tiến. Dù đối với mình thì những cái à, kỹ năng cứng hoặc là những cái hiểu biết về những cái à, công nghệ à, nói chung thì à, đều có thể được à, giúp đỡ, được phát triển bởi những cái công ty có những cái chính sách phát triển, nhưng mà con người thì rất là khó có thể thay đổi được thì mình luôn ưu tiên những bạn có cái tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến ừ. ngoài cái đấy ra thì ví dụ như kiểu là ngôn ngữ này à, ví dụ như kiểu là sự hiểu biết về văn hóa xã hội này thì liệu bên bạn là có có quan tâm hoặc là có để ý đến cái, cái phần này không à, cái đấy thì chắc chắn là một trong những cái yếu tố cũng là rất là quan trọng bởi vì là khi mà bạn vào một cái công ty rất là quốc tế, rất là đa văn hóa như vậy, thì đòi hỏi là bạn phải hòa nhập được vào với công ty đầu tiên đã trước khi bạn làm bất kỳ một công việc nào. Ừ. À, thì những cái người mà à, đầu tiên là ví dụ như là những người à, đã từng làm việc hoặc là đã từng học tập ở nước ngoài, thì họ sẽ có những cái sự à, à, adapt với cả cái văn hóa công ty rất là nhanh hơn. Ừ. Còn đối với những người mà từ trước đến giờ vẫn à, làm việc rất là nhiều và học tập cũng chỉ ở ở Việt Nam thì cái này thì cần phải đánh giá rất là kỹ uh, trong quá trình phỏng vấn ừ. cũng như là quá trình thử việc uh, nhưng mà thường thì tôi vẫn luôn thấy được là người Việt Nam uh, chúng ta thì luôn có một cái khả năng ứng biến cũng như khả năng thay đổi rất là tuyệt vời ừ. thì nhất là các bạn trẻ hiện nay rất là năng động cho nên là tôi nghĩ đấy cũng không phải là những cái vấn đề quá khó à, bây giờ chúng ta đang đến một cái việc là bạn đang nói về những người đã học tập sinh sống ở nước ngoài À, theo cái view của bạn thì là bạn đang đánh giá như thế nào cái sự khác biệt chính giữa người Việt Nam sinh sống từng sinh sống học tập ở nước ngoài so với cả những người Việt Nam chỉ ở Việt Nam không thì nó sẽ có những sự khác biệt gì sự khác biệt lớn nhất nó vẫn là cái open mindset tức là ở Việt Nam thì nó sẽ có một cái uh, cái cái hệ thống giáo dục là tương đối là uh, còn phải đổi mới nhiều hơn nữa thì hệ thống giáo dục này thì được dựa trên uh, cái uh, nho giáo. Vậy tức là uh, thầy giáo hoặc là những người chỉ mình nói cái gì thì thường là phải là đúng. Ừ. Thì uh, thì đâu đó thì với cái việc như vậy nó sẽ uh, sẽ không thể uh, khiến cho uh, những cái người uh, học tập có thể think out of the box, tức là nghĩ ngoài ra những cái đã được mình được hướng dẫn. Ừ. Còn ngược lại cái hệ thống giáo dục ở bên nước ngoài ấy họ lại khuyến khích cho à, mình để à, để để có thể lúc nào cũng là không đi theo một cái lối mòn mà có thể nghĩ ra được nhiều hơn thế nữa phát triển nhiều hơn thế nữa đấy là cái sự khác biệt rất là lớn ok đúng rồi đồng ý đồng ý thế thì bây giờ khi mà à, bây giờ hiện nay thì cũng để ý rất là nhiều bạn vẫn đang muốn đi du học ở nước ngoài vẫn có muốn có một cái bằng quốc tế rồi bằng ở mỹ anh úc nhật hàn quốc các kiểu thì à, nếu mà là bạn khuyên cho những bạn hiện tại đang sống ở nước ngoài chẳng hạn thì bạn sẽ khuyên gì nên ở lại làm việc và sau đấy quay lại Việt Nam hay là học xong quay lại Việt Nam hay là những lời khuyên gì bạn sẽ gửi gửi gắm đến các bạn. Đối với những bạn mà đang muốn đi ra nước ngoài để học tập thì hiện giờ mình khuyên là vẫn nên đi. Để trải nghiệm, đầu tiên là trải nghiệm về văn hóa. Sau đó là được tiếp thu những cái kiến thức cái nền giáo dục của nước ngoài nhiều nước khác nhau. Thì nên đi sau đó thì nên có những cái trải nghiệm thực tế về công việc rồi lúc đó thì hãng về việt nam còn đối với những cái bạn đang ở nước ngoài thì mình có lời khuyên là đã có những cái kinh nghiệm và có những cái trải nghiệm đấy rồi thì nên về lại việt nam giống như cái lý do mà mình về đó là uh, hãy bước ra khỏi cái sự uh, uh, yên bình và hãy nhất là các bạn trẻ hãy uh, hãy đối mặt với những cái thử thách bởi vì những cái thử thách sẽ giúp cho mình trở nên trưởng thành hơn và trở nên là uh, giỏi hơn trong cái sự nghiệp và phục vụ cho cái sự nghiệp của mình sau này ừ, ừ. À, ngày xưa thì bạn học ở bên Đức và làm việc ở bên Đức thì khi mà tôi cũng ở bên Đức khoảng vài năm thì cũng nhận ra thấy là họ là một cái văn dân tộc rất là kỹ tính rất là cẩn thận và có một cái gọi là rất là strict trong các cái gọi là các cái hành động hàng ngày. Thế thì khi mà bạn học ở đấy và làm việc ở đấy thì có thể bạn có ba điều gì mà chia sẻ đây là ba điều học được và sử dụng và áp dụng đến tận hôm nay. Điều mình thích và luôn giữ như là một cái mindset sau cái quá trình mình học tập ở Đức và mình mang về Việt Nam để thực hành nó. Cái đầu tiên là cái sự chính xác người Đức là luôn nổi tiếng với cái sự chính xác. À, thứ hai là về chất lượng, tức là không vì thời gian quá gấp hay là không vì những vấn đề về tiền bạc, cái bắt chẹt finance mà mình sẽ làm giảm đi uh, cái chất lượng. Và thứ ba nữa là luôn cởi mở, open ừ. với những cái ý kiến uh, xung quanh. Đó là cái sự uh, chuyên nghiệp trong công việc. Ừ. À, trước đây thì khi mà nói chuyện với cả một số các bạn founder này Với cả một số các cái lãnh đạo của tầm toàn lớn này Thì tôi cũng chưa được có cơ hội hỏi Nhưng mà có thể hỏi bạn xem là Cái type of leadership của bạn là như thế nào? Mình thì vẫn chưa phải là một lãnh đạo lớn Và cũng chưa quản lý những cái công ty quá lớn Vẫn còn ở medium size ừ. Nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân của mình ý, Thì cái leadership ý, luôn là supportive server uh, leadership tức là phục vụ ừ. và tạo cái freedom cho uh, cho uh, cái người mình làm việc cùng ừ. cái việc uh, hai cái đầu thì đồng ý rồi nhưng mà cái số ba thì có thể là phải hỏi lại một tí xem làm chính xác một tí là thường thì việt nam cũng có cái văn hóa là nhiều freedom quá thì đôi khi sẽ bị lợi dụng ừ thế bạn đã gặp cái trường hợp kiểu như thế chưa là cho họ tạo môi trường cho họ tạo điều kiện cho họ nhưng mà họ lại lợi dụng cái cái freedom đấy của họ không uh, thì mình nghĩ là họ đang hơi uh, nhầm giữa freedom uh, có những cái freedom là không có cái rule nào nhưng mà ừ. trong công việc thì nó thường là freedom trong những cái uh, rule nhất định của những cái tổ chức ừ. thì khi mà mình nói là freedom ở ngoài cái cái rule đó thì nó sẽ là những cái gì đấy rất là negative và cái đó thì nên tránh còn freedom ở trong uh, những cái ru của những tổ chức thì nó là những cái uh, sáng tạo là những cái phát triển và đóng góp được cho cái tổ chức và công ty của mình ừ. thì cái này nên, nên làm ok rồi à, trước khi ra kết thúc thì có thể bạn chia sẻ về một cái việc là trong thời gian 3 năm tới thì bạn sẽ có những cái target những cái mục tiêu gì chính kể cả là công việc kể cả cá nhân thì có thể bạn chia sẻ những cái target gì là những cái target chính mà bạn sẽ hướng tới cái target chính của mình và cũng là cái mà mình mong cái vision của mình khi mà mình từ nước ngoài trở về Việt Nam đó chính là làm sao cho các bạn kỹ sư công nghệ ở Việt Nam có những cái nền tảng và có những cái kỹ năng nhất là những kỹ năng mềm để có thể uh, nâng cái tầm của của mình lên uh, thành một cái tầm của thế giới. Ừ. Thì uh, đấy là cái mà mình rất rất là mong muốn có thể làm được. Cho nên là đối với những cái uh, công ty mà mình đã làm việc mình luôn đưa cái vision đó cho các ban uh, lãnh đạo ừ. và tạo ra những cái chương trình và những cái dự án để làm thế nào để có thể thực hiện được cái ý tưởng đó còn target gì ngoài cái việc đấy không target thì dĩ nhiên là nó sẽ dựa vào kpi của công ty đưa cho một founder in resident rồi thì luôn luôn có những cái các target nhất định hoặc là nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là target thì một cách nào đó thì mình cũng sẽ đều phải hoàn thành nó thôi nhưng mà dù target nó là cái gì thì cái vision vẫn luôn phải giữ được Ừ, ok rồi rất cảm ơn linh Xin cảm ơn Miro, cảm ơn chương trình. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. Bioheal đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.